chủ ở đây quá khôn, khôn hết phần thiên hạ. Đó là câu nói mình dành cho thương hiệu này. Không những ảnh đã tử tế rồi, mà ảnh còn lôi cả người khác vào để tử tế cùng nữa. Bằng một cái đơn hàng đặt bánh tráng nhỏ thôi, bất kể là bao nhiêu cũng được, thì mọi người đã vô tình quyên góp hàng trăm bữa ăn cho các bé chó mèo bị bỏ rơi. Cascai có lẽ là cái thương hiệu bánh tráng mà mình cảm thấy là tử tế ở nhất cái TikTok này. Bởi vì chỉ cần mọi người ăn thôi là các bé ở đây cũng được ăn rồi. Trích một phần từ lợi nhuận của các đơn hàng các bạn mua sẽ được đem vào đây để mua thức ăn cho các bé cũng như là xây chuồng trại. Có những bé bị bệnh tật rất là nặng và có những bé còn chưa triệt sản nữa. Bé thì cụt chân không thể đi lại, bé thì không thấy đường. Tất cả các bé đều được các cô ở trạm cứu hộ đem về để cưu mang. Mỗi trạm chỉ có một cô thôi mà phải chăm từ hàng chục tới hàng trăm bé. Tôi chăm tụi này, còn bọn chị thì là hỗ trợ về mặt tinh thần và vật chất thôi. Tại vì mình thấy mấy con bé mèo nó bị người ta bỏ rơi á, rồi người ta dục, người ta quăng, người ta không nuôi á, rồi cô từ bi á, cô mới lụm về của tôi. Nhưng mà con mèo nào nó bệnh thì đi trị bệnh, lớn lên cô mới tiệt sản. Đây chỉ là một phần của các trạm cứu hộ mình quay cho mọi người thấy thôi, chứ thực ra số lượng các bé còn rất là nhiều luôn á mọi người, được phân bố đều ở ba trạm lớn. Ở nhà mình nuôi một hai bé thôi mà đôi khi cái chi phí ăn uống rồi chữa bệnh nó cũng rất là cao rồi á mọi người, huống chi đây là rất nhiều bé nữa. Hy vọng là với tình yêu thương của mọi người thì Cascai có thể nhân rộng cái trạm cứu hộ này ra và giúp đỡ cho nhiều bé chó mèo lang thang có nguy cơ bị làm thịt. Cảm ơn vì không những Cascai đã tử tế với các bé mèo mà còn tử tế với cả khách hàng nữa. Một cái hộp bánh tráng khi mà nhận trên tay á, mình thấy nó rất là chỉnh chu, có kèm một cái tờ thư cảm ơn nè. Bao bì thì đóng gói sạch sẽ, từ mua rút cho tới tấp mở đây mình thấy nó khá là đậm vị. Hành phi khá là ngon nha, hợp với mấy bạn mà thích mặn mặn một xíu á. Bơ bên nhà này thì rất là béo luôn á mọi người. Sốt tắc ở đây thì rất là thơm nha, nhưng mà mình lại thấy nó chưa có đậm cái vị tắc lắm. Chỉ cần mình ăn cái combo này thôi là mình đã quyên góp được 10% cho các bé chó mèo cơ nhỏ được một bữa ăn rồi đó mọi người. Cảm ơn các bạn vì đã xem tới đây nha.